Dạ ông bà con chú và tất cả các bạn đang xem lên kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Thì bữa hôm nay mấy chị em của mình sẽ làm thịt heo nấu với nuôi. Nuôi này thì mình được người cô ở bên Mỹ gửi về cho gia đình của mình. Cái nuôi nó có nhiều màu sắc mà cái hình giống như cái nơ á. Giờ mình sẽ mở hộp nuôi ra cho cả nhà cùng xem nha. Thì cái nuôi này là lần đầu tiên mình cũng nhìn thấy luôn nè. Ở Việt Nam thì cái nuôi nó tròn, có màu vàng, màu trắng hoặc là nuôi ngũ sắc. Nhưng mà đây là cái bịch nuôi mà cô giống, gửi cho mình nè. Giống cái nơ đó từ ngang. Quá chừng luôn. Đẹp quá hả chị? Y như một cái nơ mà nó là giống như ngũ sắc, bảy sắc cầu vồng. Đẹp quá. Đẹp quá chừng luôn. Như đây mình ăn hết không chị? Chị không biết mà không có nấu nên để coi nó nở dữ không. Để tí nữa coi mình luộc coi nó nở không. Thì mình luộc từ từ, mình luộc nửa hơn nửa trước đi, còn chờ lại ít. Cái này hình như chắc là mình ra củ quả nên mới có màu đẹp vậy thấy chị. Đấy chị quá. Giống cái đồ kẹp tóc quá. Nó thường đọc chữ hả? Đâu? Nè. Thôi chữ này em đâu có đọc được đâu. Bữa nay mình làm đông tây kết hợp đi. Thì cái nuôi này mình sẽ nấu cùng với nấm rơm. Đây sáng nay mua được cái nấm rơm này rất là ngon luôn nè. Nấm rơm còn nguyên luôn, chưa có nở ra. Đã ghê. Bự bự không ha. Dạ. Tí nữa mình sẽ gọt cái chân xong rồi mình ngâm với chanh muối cho nó giảm cái mùi bớt với nó trắng. Chị Hồng thì đang lục bắp nè, mình gọt rau củ để mình tạo hình cắt bông hoa đồ này kia cho nó đẹp. Rồi giúp cho cái nước súp của mình nó sẽ ngọt hơn. Giờ thì mình sẽ đi bắt cục than, mình chuẩn bị cái nồi nước súp nha. Tại vì chị Hồng chỉ gọt xong cái mình nấu nước súp, rồi mình luộc nuôi, mình hầm xương. Cái món này thì làm không có cầu kỳ nhưng mà chỉ có chờ đợi lâu à. Tại vì mình hầm xương thì phải hầm cho nó hơi lâu lâu một chút. Giờ mình bắt đầu đi rửa thịt, rửa xương để mình hầm. Chị Hồng làm nha. Em đi lấy xương với thịt, nãy quên đem ra. Vì chị hai mình vô sẽ phụ gọt nấm rơm. Chút nữa mấy củ đó mình tỉa bông tỉa hoa cho đẹp chị Hồng. Nhìn cho nó hấp dẫn. Chị chỉ gọt thôi, còn cái tỉa đó là của chị hai cưng. Giáo sư hả? Đũa hoa mà thôi chị không rành đâu. Chị hai ngồi tỉa cái bông y như cái áo của chị Hồng kìa. Tỉa cho em một vàng bông đó nha. Tỉa cho giống nha. Dầu phượng. Thịt heo mình đang ngâm với muối hột. Mình ngâm chút xíu rồi mình rửa lại để cho nó sạch á. Chị hai chỉ đang rửa nấm rơm. Mình chặt dính nấm hết. Giờ mình cạo ra mình rửa cho nó sạch. Ngâm muối cái nó ra ha chị. Chặt dính nấm hết. Dính dâm. Dính gì? Dâm thớt á. Nghĩ gì trời. Giờ chị hai của mình sẽ tỉa bông hoa nha. Chị đang chia nè, chắc 6 cánh nè, thấy nhóm tới nhóm lùi đây. Chị không có biết làm cái bắt đầu chị ấy đại chứ đâu có canh đâu. Em cũng vậy, em không có canh. Chị mới mài dao hay gì mới ngót rồi kìa. Nãy chị nghe mới mài rột rột á. Đâu có chịu dao, đâu có chịu dao lột đâu. Trời không phải mài nha. Chị làm cái này là hay nhất. Không có giỏi bằng chị cái này đâu. Em biết rồi. Tại... Đúng rồi. Chị Hồng chỉ dùng sức mạnh. Anh có lực. Còn em yếu thì làm khác. Đó, em tỉa đi. Cái người mà có sức mạnh thì dùng lực, còn người mà yếu thì dùng thế. Hành này bữa em đem mình gò công về nè, xanh ngon hả chị? Ngon hay ghê luôn. Giòn á. Hành của anh ba trồng á.
Dạ. Ngon ha. Trời, hành chi nó ngon quá tốt. Thằng của anh ba cũng ngon thiệt. Anh ba ngon thiệt. Anh ba trồng gì cũng ngon á. Anh ba vẫn còn trồng gì nữa? Anh ba đang trồng súp lơ. Cái bông cải trắng đó chị. 45 ngày nữa là trắng bờ hết nè. Mốt chị với chị hai về bánh chơi. Coi súp lơ của anh ba em. Với anh cũng đang trồng hình như trồng hành này ở trong chỗ gọt khác nữa. Còn nhiều rồi, rất khác hao lắm hết à. Ừ. Chị Hồng của mình đang làm bông củ sắn. Mình nấu cái nước súp mà có củ sắn vô thì nó ngọt. Chỉ làm xích ra ngoài ăn gian nè nên được nhiều bông. Trời ơi, cái củ sắn này bự nè. Được mấy cái luôn hả chị Hồng? Ừ. Đúng là cái này không ai bằng chị Hồng hay chị hai. Chị Lực á, chỉ nhấn một cái là ra cái bông luôn. Đó, ra cái bông đẹp luôn. Giờ tới trái tim nữa nè. Trái tim gì đây? Trái tim mùa đông. Cái gì? Ngôi cái sao. Đó ngôi sao. Trái tim chắc đủ rồi ha. Trời, một miếng củ sắn mà ra được 5 hình đó chị. Đã ra không? Chị Hồng nhấn hết luôn. Đó. Chia sẵn luôn. Nhấn. Chị hai nè mới đọc nè. Chị làm xong cái bông mà. Đây em coi cái bông của chị cho chị hai. Thấy chị làm đều. Nè nè quay cái đầu cho em coi thôi biết đẹp hay không rồi. Ôi ơi đẹp quá trời luôn chị Hồng ơi. Chị sắc ra cho coi ra cái bông. Đưa chị sắc thì được. Không còn gì. Ôi ơi đều thấy sợ không? Nó một điểm. Ừ. Cái củ nó không tròn. Cái này vậy mình sẽ chị là chị thua đó. Đẹp ghê không? Quá đẹp luôn. Hai chị của mình nãy giờ tạo bông hoa quá chừng luôn nha. Mỗi một cái màu là mỗi một loại hoa. Mình tận dụng lắm mấy cái nhỏ nhỏ mình lấy cái bàn chận á. Mình sắt mình để vô nồi luôn. Hồi nữa mình ăn cho nó ngọt. Chị hai chỉ đang sắc cái củ hành để tí nữa mình bỏ xương vô nồi nước súp á. Mình để củ hành vô cho thơm. Rồi còn một miếng củ hành tây thì chỉ đem lên bếp để mình bỏ lên cái chảo nướng mình nướng cho nó thơm. Bông của hai chị làm nè. Cái củ cà rốt mà chỉ tạo thành cái hình đẹp ghê không? Đó, quá chừng bông đẹp luôn. Còn chị Hồng thì tạo một tô trái tim. Cái này là chặn bằng khuôn. Còn chị hai thì chỉ dùng con dao bằng tay thôi chứ không có dùng khuôn. Nấm rơm thì nãy giờ mình cũng chẻ ra nè. Chẻ nhỏ nhỏ ra để mình nấu cho nó ngọt. Giờ cái nồi nước của mình nó sôi á, chị Hồng cho một chút xíu muối vô. Để mình để xương vô mình hầm. Giờ chị Hồng sẽ cho xương vô. Cái này mình mua cái sườn cốt lết. Hồi sáng tại mình đi hơi trễ nên là không có xương khác á. Mình lấy cái xương cốt lết nè. Mình để cái củ hành vô cho nó trong nước rồi nó thơm nữa. Cho củ cải trắng vô cho nó ngọt cái gì? Ừ, cho nó trong nước luôn á. Mình cũng bắt một cái chảo nước sôi để mình luộc con nuôi. Thì chị Hồng đang chuẩn bị để nuôi vô nồi để luộc nha. Lần đầu tiên mình nấu cái nuôi này nên mình cũng không biết là luộc bao lâu nữa. Mình luộc rồi mình canh. Canh chứ không biết nữa mà. Dạ. Không biết là nó nở hay nó sao nữa thì mình canh từ từ rồi tí nữa mình luộc nữa.
chứ để luộc nhiều quá mình bỏ phí uổng. Con nuôi của mình vô nước sôi đẹp quá anh chị. Ừ. Cái màu nó đậm lên thêm nè. Nhìn như mấy cái nơi đẹp quá chừng luôn. Trời cũng chuẩn bị mưa nữa nên tối thui à. Ngày nào mình làm buổi chiều cũng bị trời mưa vậy chán ghê. Giờ mình cho con nuôi vô mình luộc lần hai nha. Ồ, đẹp quá luôn. Con nuôi của mình luộc xong rồi nè. Màu sắc vẫn giữ nguyên dạng. Thì tí nữa mình hầm cho cái nước súp của mình á. Mình nêm nếm cho vừa ăn rồi sau đó mình đảo cái con nuôi này vô cái nồi súp luôn cho nó ngấm gia vị vô luôn, ăn cho nó ngon. Sau khi mình luộc ra cái màu nó còn tươi hơn, đẹp hơn nữa. Giờ mình cho củ sắn vô trước cái gì không? Ừ. Em cho củ sắn vô mà súp. Khói quá. Đè, để em vớt xương lên nha. Đây, xương. Mình cho cái củ hành tím với củ hành tây chị hai nướng để sẵn á. Dùm để vô luôn cho nướng ở trong. Rồi mình cho bắp vô luôn nha, cho nó ngọt cái nước súp. Nãy giờ mình mà hầm cái xương lâu lắm nè, xương chắc mềm ngon lắm. Chị Hồng chỉ đang lựa ra nè. Chỉ phân loại, loại nào để trước, loại nào để sau. Cái trắng để sau, nó sẽ rụt. Sốt một cục bắp. Tí mình còn ít gốc hành nữa, mình để vô luôn cho nó ngon. Buổi chiều mưa rỉ rả mà mình có cái nồi con nuôi bốc khói thơm quá luôn. Giờ chị Hồng sẽ cho củ cải đỏ vô nha. Ôi chị Hồng chỉ cầm hái tô luôn chị ơi. Phụ chị đi. Đó, đó, gớt cái tô ra. Thịt giờ chắc mềm ngon lắm. Mình nấu bằng cục than này nóng, thịt mềm. Cái này chắc mình nêm một xíu hạt nêm nữa là ngon rồi. Rau củ nhiều nó ngọt. Củ cải trắng chắc để vô luôn rồi chị ơi cho ngọt. Rồi giờ mình cho củ cải trắng tỉa hoa vô luôn nè. Nãy chị Hồng chỉ sợ nó mềm á, nên là để nó sau cùng. Mình chịu khó vớt bọt nhiều thì cái nồi nước của mình nó trong. Ngon quá chị hai. Tí nữa mình đổ con nuôi vô đây luôn cho nó thấm với cái nước súp á. Giờ chị hai của mình sẽ để gốc hành vô, còn chị Hồng thì để nấm rơm nha. Cái nồi của mình là ngọt dữ lắm luôn á. Rau củ và thêm nấm nữa. Nửa ký nấm rơm. Vậy mình để cái con... Mình để cái con nơ. Con nuôi. Con nuôi. Ồ, cái nồi của mình ngọt thiệt ngọt rồi. Thơm nữa. Giờ chị Hồng sẽ cho một chút xíu hạt nêm. Mình nấu rau củ nhiều thì mình nêm gia vị ít lại cho nó ngon. Không màu đỏ chìm đó. Đẹp quá anh chị. Giờ chị Hồng sẽ cho vô một miếng nước mắm Hưng Thịnh cho nó ngon. Trời đang mưa rỉ rả mà có cái nồi súp nuôi này là ngon tuyệt đỉnh luôn á. Nãy mình có luộc thêm miếng thịt, bây giờ mình vớt ra để sắt. Giờ mình sẽ cho con nuôi vô, đủ màu sắc luôn. Kê xuống đảo vô luôn chị ơi. Thôi em chạy ạ.
đem hết nhẹ nhẹ. Ồ đẹp. Món này là gọi là cái món nơ nấu súp. Nơ nấu súp. Trời ơi, đường ướt ướt y như Đà Lạt luôn nè, ăn nghe cái món nóng bốc khói này nữa. Chị Hồng trời ơi nó đẹp. Đó, giờ mình chuẩn bị đi dọn tô, dọn chén nè, làm miếng nước mắm ớt. Ôi, thấy ghiền chưa? Ghiền luôn chứ. Mà đẹp quá anh Hồng. Dạ. Mấy cái nơ đẹp ghê. Nhìn thấy hấp dẫn quá trời. Để xanh bắp chưa nữa. Dĩa nước mắm cay thì bên con đi, mẹ không ăn cay. Mẹ không ăn cay được. Giờ mình sẽ để hành vào. Trời ơi, cái con nuôi đẹp. Khoan nghe, để chỉnh cái bàn lại, cái đổ cái nhịn ăn luôn ạ. Giờ em sẽ bỏ hành lá vô. Cái này đúng mình có ngò nữa thì ngon, nhưng mà hồi sáng thì đi trễ quá hết ngò. Hành sống gì chị ăn được không chị hai? Chị thích hành phi. Ăn hành sống khỏi xịt dầu thơm chị. Em để hành phi vô. Trời ơi, ngon tuyệt đỉnh luôn. Cái tàu này của ai? Tao này hả? Chịu đâu rồi. Của ai? Út không. Rồi em để tim nữa nè. Có đá không? Thả mua đá không? Có đá nè. Mẹ lấy con đi. Không. Bỏ tiêu đi. Chị Hồng, chị hai, chị Hồng đều cũng ăn tiêu hết rồi phải không? Hai ngàn. Rồi. Giờ mình chuẩn bị ăn thôi. Nồi nuôi của mình cũng đã chín rồi nè. Mấy chị em mình giờ sum họp lại để chuẩn bị ăn. Mình múc mỗi người tô rồi, còn cái tô này tí nữa ai ăn thì mình múc thêm nha. Chị hai mình cắt hai cái bông cà rốt đẹp quá chừng luôn nè. Bằng rau củ tự nhiên với con nuôi. Rồi chị mẹ chị hai chị ăn đi. Nhà cùng dùng súp với mình nha. Súp nuôi. Trời mưa lất phất lạnh lạnh này, ăn cái tô súp là ngon hết sảy luôn. Mời cả nhà cùng dùng súp nuôi với mình nha. Mời cả nhà cùng dùng với mình nha. Súp nuôi nấu với thịt ngon lắm. Chị thử cái nuôi này. Là ngon chị. Súp nuôi giống cái nơ nơ nha. Súp nơ. Ngon. Ăn ngon nha. Cái con ngon. Ngon thật.
ăn nó không có giống của mình phải không? Không, không ngon hơn. Béo béo lên, ngon cái gì nó khác ngon hơn. Lâu lâu mình mới được ăn món lạ nè, lần đầu tiên thưởng thức. Cái này bằng rau củ hay sao ta? Mỗi chị ăn hai tô nha. Của mình á thì nó nở, còn cái này là không. Mà là bên không bở bở bị, mà ngon á, không có bị nở. Theo như mình theo như mà mình biết tiếng Anh thì mình biết thành phần nó là gì. Tại mình không biết chữ thì mình chịu chứ. Mình đâu biết làm ăn gì do mình đọc tiếng Anh không được. Ngon ghê. Mà đẹp nữa. Hình giống như cái nơ nơ. Trời gió thôi lạnh quá. Cái bắt mắt mà ngon. Tại vì mình có thêm hành phi nè, hành lá rồi tiêu á. Cái nước súp mịn đậm đà ngon lắm. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn nuôi với mình nha. Con mời cô cùng ăn với chị em với gia đình của con cho vui. Bữa nay thì lần đầu tiên mình nấu cái món nuôi đó, được cô gửi về á, thấy đẹp mắt, nhìn ngon hấp dẫn. Ý gớt cái miếng hành này, để đem hồi bỏ thưởng thức một miếng nuôi đầu tiên. Ngon. Ngon. Nó không có dai giống như nuôi của mình nhưng mà ăn nó ngon. Nó mềm mềm dễ ăn, nó đậm đà. Mày nhìn đẹp quá vậy không? Ừ. Lần đầu tiên mình được ăn nuôi này hết không ha? Ừ, đúng rồi. Em cảm ơn chị thật là nhiều. Chị gửi những món lạ về cho thèm. Ăn ngon. Mà nó đẹp, nhìn đẹp nữa không? Dạ, nhìn đẹp mắt nữa. Chị ăn thịt đi chị. Căn nuôi nãy giờ hết nuôi trước thì còn thịt quá trà luôn. Chị ai với mẹ cũng vậy. Không ăn thịt mà ăn nuôi không à. Cái nuôi này ngon quá. Nuôi ngon. Chiều nay Di Thịnh về mê lắm rồi mẹ ơi. Đúng rồi. Hôm nay đi học về có món này. Di Thịnh mê lắm đây. Bữa nay mình được cô gửi tặng cho mình bịch nuôi này, mình nấu ăn rất là ngon luôn. Trúng ngay cái ngày mưa mình ăn nóng hổi luôn, đã gì đâu hay gì không. Clip của mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn ông bà cô chú và tất cả các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.